Thật ra thì trước đây tầm khoảng 1 năm Hà đã từng công khai cái việc mình đã phẫu thuật thẩm mỹ về xương hàm. Thì đối với Hà cái chuyện làm đẹp là cái chuyện rất là bình thường nên Hà không có gì phải giấu. Và cái việc rằng là Hà công khai với báo chí cũng như là khán giả, mặc dù nhận được khá là nhiều ý kiến trái chiều từ những cái fan ruột của mình nói rằng là rất là lo lắng cũng như rất là tiếc về cái quyết định của Hà, nhưng mà bản thân Hà là người quyết định cuộc sống của Hà nên là Hà không bao giờ hối hận về những cái quyết định mà mình đưa ra. Chính vì vậy mà Hà cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhan sắc, mọi người cũng có thể thấy là sau khi Hà phẫu thuật thẩm mỹ thì Hà nhận được các dự án lớn hơn, những cái dự án chỉnh chu hơn và Hà được quan tâm hơn. Chính vì vậy mà Hà cảm thấy đến ngày hôm nay cái quyết định đó là quyết định đúng. Hiện tại thì Hà vừa hoàn thành xong những cảnh quay của Hậu Duệ Mặt Trời. Thật ra thì mọi người cũng biết là Hậu Duệ Mặt Trời đang phát sóng nhưng mà phim là quay cuốn chiếu nên Hà cũng vừa mới xong. Và bây giờ Hà đang bắt đầu một cái dự án điện ảnh mới. Hiện tại thì Hà chưa có thể công bố cái dự án này được tại vì cả đoàn phim và ekip đang muốn giữ bí mật để đến cái ngày mà PR của phim thì mình mới công bố được. Nhưng mà dự là phim sẽ ra rạp vào tháng 3 năm sau. Không riêng gì Hà mà cả 4 diễn viên chính của Hậu Duệ Mặt Trời thì đều cảm thấy bị áp lực bởi cái việc mà khán giả luôn so sánh mình với bản gốc. Nhưng mà lúc đó thì cái cảm giác của mình như vậy thôi, nhưng mà càng về sau thì bắt đầu diễn viên và cả ekip cũng đã quen và phải đón nhận cái bình luận từ phía khán giả. Nhưng mà riêng về tinh thần của diễn viên thì Hà cảm thấy rằng là cái việc so sánh với bản Hàn là một cái sự so sánh khập khiễng, bởi vì Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt Nam là làm về những con người Việt Nam, người lính Việt Nam. Chính vì vậy mà Hà cảm thấy mang một cái màu sắc khác hoàn toàn. Chính vì vậy việc so sánh ở đây là quyền của khán giả, nhưng mà còn việc của diễn viên là phải giữ vững tốt cái tinh thần của mình để hoàn thành tốt cái vai diễn mà nhà sản xuất và đạo diễn. Với Hà thì Hà xem Hậu Duệ Mặt Trời là một cái bước ngoặt cũng như là một cái cơ hội lớn với mình, nên trong suốt quá trình làm việc Hà đã cố gắng hết sức mình, hết cái khả năng của mình, nên là khi mà bộ phim lên sóng thì Hà khá là hài lòng với những gì mà mình đã làm trong suốt 4 tháng tham gia phim Hậu Duệ Mặt Trời. Thật ra thì được khán giả quan tâm, được các đơn vị truyền thông cũng như là các dịp báo chí quan tâm tới mình thì đó là một điều may mắn của một nghệ sĩ. Chính vì vậy mà việc mà những cái gì mà cuộc sống của Hà đã từng trải qua và đó là sự thật thì Hà luôn luôn cảm thấy rằng là mình không có gì phải chối bỏ những cái gì mà đã là quá khứ của mình. Chính vì vậy mà Hà luôn thản nhiên đón nhận những cái gì mà mọi người viết về mình, mọi người quan tâm về mình, vì Hà nghĩ rằng là nghệ sĩ thì được mọi người quan tâm đó là một cái điều mà mình cảm thấy nên vui hơn là buồn. Thời gian gần đây thì báo chí cũng đào mộ lên và tìm ra được bạn trai của Minh Hằng á, và mọi người nói đó là bạn trai cũ của Cao Thái Hà, thì đó có phải là chính xác không? Riêng câu hỏi Hà xin phép là Hà không có trả lời, tại vì cái thời gian 1 tuần vừa qua thì Hà cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là mọi người cũng liên lạc với Hà để hỏi vấn đề này, nhưng mà Hà và quản lý của Hà không có muốn chia sẻ về vấn đề mà liên quan tới chị Minh Hằng cũng như là bạn trai cũ của Hà.